Ngoại giới đang hết sức quan tâm đến chuyến công du của lãnh đạo cao cấp của Trung Quốc là ông Tập Cận Bình vì mấy lẽ. Thứ nhất, đây là chuyến công du xuất ngoại của ông sau 5 năm cố thủ ở quốc nội để đối phó với dịch bệnh Covid, đối phó với các cuộc biểu tình và sự bất mãn của người dân Trung Quốc, và quan trọng nhất là đối phó với các đồng chí của ông trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc, CCP, và chính quyền Trung Nam Hải. Ông xuất ngoại vào thời điểm này có lẽ là một việc nội bộ đã tạm yên hoặc vấn đề đối ngoại còn cấp bách hơn nữa. Thứ hai, điểm đến chuyến công du lần này của ông là Liên Âu, EU. Cụ thể là ba nước Pháp, Hungary và Serbia. Ông Tập đã đến Paris, Pháp vào Chủ nhật ngày 5 tháng 5, và sau đó là chuyến thăm cấp nhà nước vào thứ Hai và thứ Ba ngày 6, ngày 7 tháng 5. Nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Pháp, Trung Quốc. Sau Pháp, Chủ tịch Trung Quốc sẽ thăm Serbia và Hungary. Tại sao 27 nước thuộc Liên Âu, ông Tập lại chọn thăm Pháp, Hungary và Serbia? Và chuyến đi này của ông nhằm mục đích sâu xa gì? Chúng ta lại thử lý giải những vấn đề này dưới góc độ địa chính trị, văn hóa và lịch sử. Tại sao lại nhắm đến Hungary và Serbia? Hungary và Serbia đều là những nước nhận nguồn tiền của Trung Quốc từ lâu. Họ thân Trung Quốc và có phần phụ thuộc vào mối quan hệ với Trung Quốc về thương mại, hạ tầng và cả an ninh quốc phòng. Hungary là quốc gia đầu tiên trong Liên Âu ký bản ghi nhớ dự án vành đai con đường với Bắc Kinh, sáng kiến tài trợ cho tuyến đường sắt cao tốc giữa thủ đô Hungary và Serbia. Vì thế, Serbia cũng là mắt xích quan trọng trong dự án vành đai con đường này. Cả Hungary và Serbia đều nằm trong Liên Âu, nhưng lại đang có những bất đồng với liên minh này. Đồng thời, cả hai nước này đều ủng hộ nước Nga của Tổng thống Vladimir Putin. Có vẻ như ông Tập Cận Bình đang muốn khai thác những bất đồng của các quốc gia trong Liên Âu và lôi kéo thêm người ủng hộ cho liên minh Trung Quốc-Nga để đối chọi với Mỹ và phương Tây. Ở Đông Bắc Á, họ đã có Triều Tiên. Ở Trung Đông và Trung Á có Iran, và nay có thể là một vài quốc gia Tây Trung thuộc Liên Âu nữa. Mặc dù Liên Âu là một liên minh gồm 27 quốc gia ở châu Âu, nhưng sức mạnh của tổ chức này thì không tỷ lệ thuận với số lượng quốc gia thành viên, vì sự khác biệt quan điểm của các nước trong mỗi đối sách quan trọng. Chẳng hạn như mới đây, Ngoại trưởng EU là Joseph Borrell thừa nhận rằng không phải mọi quốc gia thành viên EU đều đồng ý coi Nga là mối đe dọa hiện hữu nhất của châu Âu. Ông lập luận rằng những khác biệt như vậy đang gây tổn hại cho các chính sách của khối, đặc biệt là quyết tâm cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine. Ông Borrell phát biểu, một số thành viên của Hội đồng châu Âu nói, ồ không, Nga không phải là mối đe dọa hiện hữu, ít nhất là đối với tôi. Tôi coi Nga là bạn tốt. Trong một liên minh được điều hành theo nguyên tắc đồng thuận, các chính sách của chúng ta về Nga luôn luôn bị đe dọa chỉ bởi một phiếu phủ quyết duy nhất. Một phiếu là đủ phủ quyết. Liên Âu đã áp đặt nhiều vòng trừng phạt lên Moscow sau khi Nga phát động cuộc chiến với Ukraine vào cuối tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán và Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã từ chối chuyển vũ khí cho Ukraine, đồng thời họ cũng nhấn mạnh rằng cuộc xung đột này nên được giải quyết thông qua đàm phán. Hungary đã chặn gói viện trợ Ukraine trị giá 54 tỷ đô la Mỹ cho EU trong nhiều tháng cho đến khi ông Orbán rút lại phiếu phủ quyết vào tháng 2 năm 2024 vừa qua. Như vậy thì rõ ràng, chỉ cần lôi kéo được ít nhất một thành viên của Liên Âu thì những quyết định chung của khối này sẽ bị vô hiệu hóa. Hungary và Serbia trong mối quan hệ với Trung Quốc được định hướng như những chư hầu viễn xứ, còn Pháp lại là một trường hợp đặc biệt. Một nước Pháp của một vị tổng thống nặng tinh thần danh lợi. Ở Paris, vào đầu tháng 5 năm 2024, ngay trước chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu trong cuộc phỏng vấn với hãng tin trong nước La Tribune rằng: "Để tôi nói rõ rằng tôi không đề xuất tách rời Trung Quốc. Chúng tôi cần người Trung Quốc, cho dù đó là vấn đề khí hậu hay an ninh. Tôi kêu gọi một sự tái thiết vì Trung Quốc dư thừa năng lượng sản xuất trong nhiều lĩnh vực và xuất khẩu số lượng lớn sang châu Âu. Chúng tôi muốn đạt được mối quan hệ có đi có lại và tính đến các yếu tố an ninh kinh tế." Ông Macron đã phát biểu như vậy trong bối cảnh nhiều quốc gia trong Liên Âu ngày càng cảnh giác và đối địch với Trung Quốc.
Còn nhớ vào ngày 9 tháng 4 năm 2023, sau chuyến thăm Trung Quốc cấp nhà nước và ký kết nhiều thỏa thuận kinh tế với nước này, Tổng thống Macron nói rằng châu Âu không nên dính líu đến việc gia tăng khủng hoảng ở eo biển Đài Loan và nên theo đuổi một chiến lược độc lập với cả Washington lẫn Bắc Kinh, ông nói. Câu hỏi mà người dân châu Âu cần trả lời là liệu việc đẩy nhanh căng thẳng về Đài Loan có lợi cho chúng ta hay không? Không. Điều tồi tệ hơn là nghĩ rằng người châu Âu chúng ta phải theo sát vấn đề này, phải nương theo chương trình nghị sự của Mỹ và quan sát phản ứng của Trung Quốc. Vì sao chúng ta phải tuân theo lựa chọn của những nước khác? Ưu tiên của chúng ta không phải là thích ứng với chương trình nghị sự của các quốc gia khác ở tất cả các khu vực trên thế giới. Nhà lãnh đạo Pháp nói thêm, ngay sau phát biểu của Tổng thống Macron, ngày 13 tháng 4 năm 2023, đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu là Josep Borrell đã lên tiếng cải chính ngay rằng lập trường của Liên minh châu Âu EU về Đài Loan là không đổi. Đồng thời, ông khẳng định rằng châu Âu phản đối bất kỳ nỗ lực nào của chính quyền Bắc Kinh nhằm sử dụng vũ lực để thay đổi hiện trạng eo biển Đài Loan. Ông viết, chúng tôi muốn một trật tự quốc tế trong đó hợp tác thắng thế đối đầu, thì các quốc gia phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình để đảm bảo tôn trọng luật pháp quốc tế. Có hai điểm mấu chốt cơ bản, chúng ta nhìn nhận Trung Quốc như thế nào, chúng ta có thể làm việc cùng nhau vì lợi ích chung toàn cầu dưới những điều kiện nào. Để thiết lập lòng tin, chúng ta cần thấu hiểu lẫn nhau về các vấn đề quốc tế và đạt được tiến bộ, đồng thời hướng tới giải quyết xung đột một cách hòa bình. Phải chăng ông Borrell đề cập đến trách nhiệm chưa tròn của nước Pháp, cách nhìn của Tổng thống Macron về Trung Quốc và cách phối hợp của ông này vẫn chưa thiết lập được lòng tin trong châu Âu? Đồng thời, các quan chức châu Âu đều không hài lòng với phát biểu của ông Macron. Ông Alexander Maresko, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Ukraine nói rằng, với tuyên bố này, ông Macron đã làm xói mòn uy tín của nước Pháp và rằng ông Macron không đại diện cho châu Âu. Cuộc phỏng vấn của ông Macron là thảm họa đạo đức cá nhân của ông ấy. Châu Âu mà chúng tôi ủng hộ là châu Âu của các giá trị và nguyên tắc đạo đức, một châu Âu đoàn kết với Hoa Kỳ trong cuộc đấu tranh chung chống lại chủ nghĩa độc tài và chống lại những kẻ bắt nạt những người hàng xóm dân chủ của họ. Ông Reinhard Bütikofer, nghị sĩ Đức, viết trên Twitter rằng những bình luận của ông Macron cho thấy sự mất đoàn kết ở châu Âu. Ông nói, quý vị nên lắng nghe những thông điệp từ nghị viện châu Âu. Nghị sĩ Ba Lan Saks Sarius Woski cho hay, Pháp đã sẵn sàng dẫn dắt châu Âu rời xa Mỹ, theo đuổi nỗi ám ảnh chống Mỹ nguy hiểm mang tên quyền tự chủ chiến lược, tách rời hoàn toàn khỏi thực tế quân sự, không cảm ơn. Phát ngôn viên của cơ quan an ninh Ba Lan Stanislaw Sarin cho biết toàn bộ tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO phải đoàn kết để đối mặt với các mối đe dọa và thách thức trong tương lai. Khiêu khích châu Âu đối đầu với Mỹ sẽ dẫn đến ngõ cụt. Quả thật, họ không thừa nhận tiếng nói của Tổng thống Emmanuel Macron là đại diện của Liên Âu và cũng không đánh giá cao cách nhìn và sự phối hợp của ông ấy. Bà Le Pen, đối thủ của ông Macron trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2022, có chủ trương rằng Ủy ban châu Âu cần tôn trọng chủ quyền của các quốc gia. Tuy nhiên, ông Macron phản đối chủ trương này, nói rằng ý tưởng của bà Le Pen về một châu Âu gồm các quốc gia đồng nghĩa với cái kết cho Liên Âu EU. Như thể là Tổng thống Macron muốn Liên Âu phải là một thế lực riêng, nhưng phải nhất trí dưới sự dẫn dắt của nước Pháp và ông là người đứng đầu. Còn chủ trương độc lập với Hoa Kỳ và Trung Quốc của ông phải chăng có nghĩa là Trung Quốc muốn làm gì thì làm. Ông chỉ quan tâm đến quyền lợi kinh tế, ông cũng không cần ủng hộ Hoa Kỳ trong việc ngăn chặn dã tâm của Trung Quốc. Ông Macron từng hăng hái đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine trong giai đoạn đầu của cuộc chiến. Nhưng mấy tháng gần đây, ông lại đột ngột thay đổi thái độ bằng việc kêu gọi NATO đưa quân đến Ukraine tham chiến. Ở đây có thể thấy rõ tiếng đồn không qua rằng ông Macron là người thích chơi trội và vượt lằn ranh đỏ, có tham vọng làm minh chủ, đồng thời lại coi trọng quyền lợi hơn cả chính nghĩa hay trách nhiệm quốc tế. Một nước Pháp ham lợi khiến ông Tập có thể dùng lợi mà nhử. Vị thế cường quốc hạt nhân của Pháp và tham vọng minh chủ của Tổng thống Macron khiến ông Tập hy vọng có thể thông qua nước Pháp để gây ảnh hưởng đến Liên Âu. Và việc giúp đồng minh Nga bớt đi một nước Pháp cường địch ở châu Âu có thể cũng nằm trong tính toán của ông. Đó là con bài để ông Tập gặp ông Putin vào giữa tháng 5 ở Bắc Kinh, ngay sau chuyến công du châu Âu 6 ngày của ông ta. Nước Pháp một thời của tự do, bình đẳng, bác ái, nay đâu rồi?
nước Pháp vì lợi ích của riêng mình đã và đang lờ đi tình trạng nhân quyền tệ hại của Trung Quốc. Còn nhớ sau sự kiện Lục Tứ năm 1989 khi Bắc Kinh đàn áp sinh viên Thiên An Môn, nước Pháp là nước đầu tiên phản đối Trung Quốc tại Hội nghị Nhân quyền Geneva, nhưng lại là nước đầu tiên thiết lập quan hệ bạn bè chiến lược toàn diện. Chủ trương giải trừ lệnh cấm vận vũ khí với Trung Quốc, Tổng thống Pháp lúc này đã ca ngợi CCP sau hợp đồng trị giá 15 tỷ franc mà Giang Trạch Dân ký năm 1999 để mua 30 máy bay Airbus. Lợi ích kinh tế khiến nước Pháp cũng lờ đi sự tồn tại của các đồn cảnh sát của Trung Quốc trên lãnh thổ Pháp, hai ở Paris và hai ở ngoại ô Paris. Các đồn cảnh sát này đã sách nhiễu những cá nhân hoặc nhóm bất đồng chính kiến với chính quyền Bắc Kinh ở trên lãnh thổ Pháp. Chẳng hạn như một nhân vật bất đồng chính kiến là anh Lăng Hoa Trạm đã bị những người Trung Quốc của CCP theo dõi, tấn công và làm nhục nhiều lần trên đường phố. Vào ngày 22 tháng 3, ông nhận được cuộc gọi từ CCP, yêu cầu gặp mặt anh bên ngoài một nhà hàng Trung Quốc ở Albert Villiers, ngoại ô phía Bắc Paris, chính là đồn cảnh sát trá hình của CCP. Theo thông tin tình báo Pháp, sau đó Lăng Hoa Trạm bị bắt lên xe ô tô chở thẳng đến sân bay Charles de Gaulle. Ở đó, anh bị những người của CCP mặc áo vest đỏ vây quanh và buộc anh phải lên máy bay để trở về Trung Quốc. Anh đã quyết định bỏ trốn và bị rượt đuổi. Tuy nhiên, toàn bộ vụ việc này đã được quay lại do Lăng Hoa Trạm đã sớm liên hệ với cơ quan truyền thông Pháp trước đó. Lúc này, họ đã ra mặt can thiệp, giúp Lăng lấy lại hộ chiếu. Nhân viên hải quan Pháp cũng có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, do thân phận ngoại giao của nhân viên Đại sứ quán Trung Quốc, phía Pháp không thể thực hiện thêm hành động nào. Lăng Hoa Trạm sau đó liên tiếp nhận được những tin nhắn đe dọa trả thù nhắm đến cá nhân anh và gia đình còn ở Trung Quốc. Những sự việc như vậy vẫn đang xảy ra trên đất Pháp và vẫn gặp phải sự tảng lờ của chính quyền nước này và một số quốc gia ở châu Âu. Giả sử sau chuyến đi này của ông Tập, nước Pháp bắt tay cộng tác với Trung Quốc theo tinh thần tuyên bố của Tổng thống Macron, thì đó là cái bắt tay của đất nước khai sinh ra bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền hay những giá trị về tự do, bình đẳng, bác ái với quốc gia vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất hành tinh. Kể ra, cũng chính là điều đáng buồn và đáng lo ngại về phẩm giá sa sút của nền văn minh hiện đại. Hậu quả gì sẽ chờ đợi sau đó? Các quốc gia phương Tây với nền văn hóa khác biệt có thể không hiểu rằng Trung Quốc có cả một kho vô tận những mưu lược ngoại giao từ trong lịch sử 5.000 năm của họ. CCP hủy diệt văn hóa truyền thống, nhưng lại tiếp thu triệt để những quyền mưu chính trị dơ bẩn. Chuyến công du của ông Tập lần này đang sử dụng những sách lược ngoại giao vào thời chiến quốc hơn hai thiên niên kỷ trước. Không có gì mới, chỉ là bổn cũ soạn lại. Kế phản gián của nước Tần phá hoại liên minh sáu nước, lịch sử đang lặp lại. Năm 334 trước công nguyên, nhà ngoại giao Tô Tần Du Thuyết đề xuất việc hợp tung sáu nước Sở, Hàn, Triệu, Ngụy, Yên, Tề để chống lại nước Tần. Là nước mạnh nhất thời ấy, một năm sau, hiệp ước liên minh được ký kết. Nhưng ngay sau đó, các nước này chỉ hành động vì lợi ích riêng, sách lược hợp tung vì thế mà thất bại. Chẳng hạn như việc nước Yên và nước Tề tiếp tục kết thông gia với nước Tần, hay việc nước Sở phản nước Tề để chiếm lại đất đai. Nhưng hóa ra mắc mưu phản gián của nước Tần. Chuyện là như sau. Nước Tần vốn sợ quan hệ tốt giữa Sở và Tề, nên cử nhà ngoại giao Trương Nghi tới Sở để thuyết phục Sở Hoài Vương cắt đứt quan hệ với nước Tề, để kết thân với Tần, đồng thời sẽ được Tần trả lại vùng đất Thương Ư rộng 600 dặm vuông. Mặc dù đã được trung thần can gián, Sở Hoài Vương cử người đến lăng mạ quân vương nước Tề. Tề Vương cử người tới giao ước với nước Tần để cùng nhau đánh hạ nước Sở. Sau đó Sở bị Tần nuốt lời, không giao đất nên căm giận đánh Tần. Nhưng cả hai lần đều đại bại, quân đội thiệt hại nặng nề, lại mất thêm cả vùng đất Hán Trung rộng lớn, hai nước Hàn và nước Ngụy. Nhân lúc nước Sở yếu thế, bèn xuất binh đánh Sở để kiếm lợi. Liên Âu hoặc NATO ngày nay có thể đem so sánh với liên minh sáu nước chống Tần, và Trung Quốc đang xem mình như nước Tần thời hiện đại, với dạ tâm thôn tính còn lớn hơn nữa. Một liên minh sẽ bẻ gãy từ những mắt xích yếu nhất của nó. Với Liên Âu, nó ứng vào Pháp, Hungary và Serbia. Trung Quốc liệu có thành công hay không? Cảnh báo nguy hiểm từ tiên tri đương đại và dự ngôn cổ xưa. Theo tin tức chính thức mới nhất vào ngày 7 tháng 5, thì bà Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC,
Ursula von der Leyen đang gây sức ép lên chính quyền Trung Quốc của ông Tập Cận Bình về hai vấn đề giống như quan tâm của Hoa Kỳ: vấn đề năng lực sản xuất dư thừa của Trung Quốc và sự ủng hộ của Trung Quốc đối với Nga trong cuộc chiến tranh Nga-Ukraine, cụ thể là việc vận chuyển vật liệu quân sự và dân sự lưỡng dụng của Trung Quốc sang Nga. Tổng thống Macron thì tuyên bố rằng phương Tây không có mục tiêu chung là mang lại sự thay đổi chế độ ở Nga và khẳng định Pháp sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga miễn là điều đó cần thiết. Ông Tập công du chuyến này có kết quả gì không là câu chuyện vẫn đang tiếp diễn. Song các nhà lãnh đạo chính trị thế giới nên cân nhắc và cẩn trọng trong mối quan hệ gần gũi với Trung Quốc, bởi vì các dự ngôn cổ xưa và tiên tri đương đại đã từng cảnh báo về hậu quả của những việc này. Trong tiên tri ngày 1 tháng 12 năm 2022, nhà tiên tri người Anh Ray Hamilton Barker có nói về mối quan hệ giữa các quốc gia phương Tây và chính phủ Trung Quốc. Ông nói rằng, nhiều chính phủ phương Tây và Đảng Cộng sản Trung Quốc đều có thỏa thuận lợi ích ngầm với nhau và những giao dịch này sẽ lộ rõ trong năm 2023. Thánh Kinh Khải Huyền có viết về Đại Giám Phụ Phương Đông như sau: vì mọi quốc gia đã uống rượu gian dâm cuồng loạn của nó, các vua trên đất đã phạm tội gian dâm với nó, các thương gia trên đất đã trở nên giàu có nhờ của cải xa xỉ của nó. Đối chiếu với thực tế ngày nay, phải chăng Đại Giám Phụ là chính quyền Bắc Kinh? Khi bế quan tỏa cảng thì giống như người đàn bà đã có chồng, khi mở cửa mới bắt đầu dâm loạn với các nước, trở thành Đại Giám Phụ. Mọi quốc gia đã uống rượu gian dâm cuồng loạn của nó, có phải là chỉ các nước giao dịch với Bắc Kinh chỉ vì chữ lợi mà không cất lên tiếng nói chính nghĩa của mình, khiến ta liên tưởng đến các lãnh đạo của các nước bị Đại Giám Phụ chính quyền Bắc Kinh này dụ dỗ, mua chuộc, giao dịch dơ bẩn với nó. Các thương gia trên đất đã trở nên giàu có nhờ của cải xa xỉ của nó. Nghe như thế, các doanh nghiệp, công ty, tập đoàn trên thế giới chỉ nhìn thấy ở Trung Quốc một thị trường béo bở mà làm ngơ những tội ác phản nhân loại của CCP. Đây là 3 trong 6 tội trạng lớn mà Thánh Son ghi lại trong Khải Huyền. Nếu điều này là sự thật, thì tất cả những người và các nước giao dịch dơ bẩn với Đại Giám Phụ Trung Nam Hải cũng đều sẽ bị Thượng Đế trừng phạt. Thành ra, chuyến công du tới châu Âu của ông Tập Cận Bình chính là thêm một cơ hội lựa chọn chính nghĩa hay gian tà của những người trong cuộc. Dục vọng làm người ta mờ mắt, chỉ có chính nghĩa mới tiếp thêm can đảm và sáng suốt. Hy vọng rằng họ có lựa chọn đúng đắn. Kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin phép được tạm dừng. Xin quý vị hãy để lại quan điểm của mình để tiếp tục đóng góp cho chương trình. Đừng quên nút like và đăng ký kênh. Hẹn gặp lại trong những hành trình mới.